MG xin mến chào quý cô bác, anh chị và các bạn. Xin mến chúc cho quý cô bác, anh chị và các bạn có một ngày mới thật là nhiều niềm vui. Hiện tại thì MG đang có mặt trên đường Điện Biên Phủ, ngay chỗ cái góc mà đi vào chợ Vườn Chuối đây. Ở đây thì đi từ cái đoạn Điện Biên Phủ vào ha. Chợ Vườn Chuối thì có nhiều cái ngõ để mình vào. Thì đây cũng là một cái trong đường để chúng ta có thể đi vào chợ Vườn Chuối. Thì vào đây thì trong cái con hẻm này thì gia đình chúng ta thấy là ở đây thì bà con tiểu thương thì buôn bán cũng rất là nhiều. Vừa đầu chợ thì mình thấy có thịt nè, có rau củ quả nè đó. Nhưng mà vào buổi sáng này thì tình hình thì nhìn ở xung quanh chợ này cũng khá là vắng. Gần đến Tết rồi, coi như là bây giờ thì cũng gọi là giữa tháng 11 rồi, năm 2023 rồi. Xây qua xây lại nữa thì gia đình chúng ta thấy là để Noel nè, rồi Tết Tây, Tết Ta liệt kề luôn. Đó thì những cái quầy thạch bây giờ đi thấy cũng còn khá là nhiều ha. Đó thì buôn bán bây giờ gần như là cái gì cũng chậm hết. Thì gia đình mình để ý thì các cô đi chợ xách bằng cái bịch ni lông nhỏ xíu à, không có tay xách rách mang như ngày xưa nữa. Đó thì hàng quán bán thì le he như thế này đây. Đó thì tình hình bây giờ thì tất cả các công ty rồi thì coi như là cũng gọi là thiếu đơn hàng rất là trầm trọng luôn ở dịp Tết này. Kể cả những cái cô chú mà làm bên cái ngành thời trang may mặc thì bây giờ nói là bây giờ vắng dữ lắm, ế dữ lắm. Gần tới Tết rồi, thời điểm vàng để mà tung ra những cái sản phẩm thời trang mới, nhưng mà bây giờ vắng thất nghiệp và phải dẹp rất là nhiều luôn đó. Thì cả nhà mình thấy đó, gần như là cái sự chuẩn bị cho Tết Tây nè, Tết Ta của cái ngành thời trang là bây giờ coi như là bước đi luôn, bỏ đi luôn. Thua lỗ thất nghiệp rất là nhiều, dẹp xưởng dẹp tiệm rất là nhiều luôn đó. Thì buôn bán thì bây giờ gia đình cũng ra thấy đó. Người bán thì cứ ngồi lơ ngơ luôn, kể cả mà không có kêu gọi nhiều nữa. Lý do bây giờ thì mua nó chậm, cái lượng mua rất là chậm, cho nên là bà con bán ở đây thì cũng gọi là riết rồi, gọi là buôn bán rồi, coi như là vì một cái thói quen, một cái công việc. Bây giờ ở nhà thì thứ nhất là nó buồn, thứ hai nữa thì nó sẽ mang cái tiếng là thất nghiệp. Cho nên là ra chợ thì chắc chắn giờ này bán là không có kiếm ăn được nhiều, cho nên là bà con phải nói là giữ lại cho có cái công việc thôi. Chứ bây giờ mà để nói làm giàu rồi rất là khó, cho nên là tình hình buôn bán bây giờ là gần như luôn. Tất cả các tiểu thương bây giờ là những cái người mà có những cái sạp lớn bán lâu năm á, thì người ta gọi là chịu lỗ và gọi là tự ăn cái đồng vốn của mình. Ngày bán được mấy chục ngàn, mấy trăm ngàn gì đó thì người ta sẽ xài hết, chi tiêu hàng ngày hết, xong rồi đến hết vốn rồi, coi như ý hết hàng là hết vốn luôn đó, coi như là rất là khó đi. Đồ thì bây giờ bán mà bán đồ để đổ đóng như thế này nè, nhưng mà người mua thì rất là vắng ha. Tình hình thì đây, cái sạp thịt quá trời luôn. Cả nhà mình thấy giờ này rồi mà cái sạp thịt của anh chị nè, coi như là còn đầy hết luôn. Thì cái sạp thịt này thì đây đến trưa thì không thể nào mà bán hết được. Cho nên là khả năng cao ha, là lại là bị lỗ vốn hôm nay nữa. Cho nên là bây giờ làm càng lớn thì chết lớn, kể cả là những cái công việc như là buôn bán ở trong chợ thôi. Đó, mở càng lớn, lấy hàng về càng nhiều càng lớn thì chết càng lớn. Cho nên là kể cả những nhu cầu là thực phẩm ăn uống hàng ngày thôi thì cũng đã khó khăn rồi. Nói chi đến những cái ngành nghề khác nữa thì kinh tế suy thoái rồi, cấm vận nữa. Rồi bây giờ gia đình chúng ta thấy là cái gì nó cũng lên giá hết. Giá vàng nè, lên nè, giá xăng lên nè, đô lên nè. Cho nên là bây giờ để mình mua được cái gì, những cái hàng mà gọi là nhập khẩu về rồi, còn quầy thịt quá trời luôn. Giờ này cô còn đầy một cái quầy thịt như thế này luôn, cả nhà mình thấy rất là khó đó. Thì bây giờ mà để nhập khẩu về cái gì đó thì gia đình chúng ta phải gọi là tốn rất là nhiều tiền, do cái tiền đô thì nó mắc hơn quá trời. Bây giờ đô thì nghe trời trời thì ra cũng đô 25 mấy rồi đó. Thì 100 đô thì nó ra gần 2,5 triệu rồi. Cho nên là thay vì 100 đô lúc trước thì gia đình cũng đã thấy có 2,2 triệu thôi. Mình bỏ 2,2 triệu ra mình mua được món đồ 100 đô rồi.
Còn bây giờ mà để mua được món cho đồ 100 đô thì mình phải bỏ ra tới 2,5 triệu rồi. Cho nên là xài cái hàng ngoại càng ngày càng khó khăn. Đó, mặc dù là cũng có hạ giá đồ rất là nhiều. Bây giờ xăng lên nữa. Xăng lên thì gia đình chúng ta thấy xăng là một cái yếu tố quan trọng. Xăng lên là tất cả đều lên hết. Do tất cả là buôn bán tất cả các mặt hàng thì đều liên quan đến vận chuyển hết. Mà cái phí vận chuyển nó tăng thì chắc chắn một điều là cái giá thành của sản phẩm sẽ tăng theo. Đây, đây có chợ thì người đi thì rất là nhiều, nhưng mà chị bán cá rồi. Người đi rất nhiều luôn nhưng mà gần như là ít ai mua ha. Mỗi người xách một cái bịch ni lông nhỏ nhỏ. Đi chợ mà không có tay xách nách mang nữa, mà mỗi người chỉ xách một cái bịch ni lông nhỏ thôi. Cho nên là mình sẽ thấy rằng là bà con buôn bán bây giờ rất là khó khăn luôn. Đó. Rau quá trời rau các chị nè. Đó, mình thấy có heo quay rồi, gà quay rồi, nhìn rất là đẹp luôn. Đó thì càng đây mình tiến khu vực đây thì cũng như là gần tới gọi là chợ vườn chuối ha, trong chỗ nhà lòng chợ đây. Đó. Thì đi một vòng gia đình chúng ta thấy là vào đây khu vực chính của chợ vườn chuối rồi. Thì sáng thì cũng có bà con đi chợ nhiều nhưng mà rõ ràng là thấy người đi không à, ít người mua. Gia đình chúng thấy mỗi người mua một cái bịch ni lông nhỏ nhỏ vậy. Không ai mua gì hết. Đã ít người đi chợ rồi nhưng mà mỗi người đi mua cũng đồ cũng rất là ít nữa. Cho nên là bây giờ là buôn bán gần như là thua. Đây là chợ vườn chuối đây. Ngay chỗ nhà lòng chợ vườn chuối thì quý bà con cô bác thấy là ở trong chợ ha, ở trong chợ là vắng lắm rồi. Người ta bỏ hoang bỏ trống hết như thế này đây. Gần như là không có buôn bán được gì nữa. Rồi ở ngoài thì hàng rau rồi của các cô đầy hết. Cho nên là tình hình bây giờ thì phải nói là quá chua, rất là chua luôn ha. Kinh doanh buôn bán bây giờ thì sống qua ngày được là mừng rồi, chứ để mà phát triển nữa thì rất là khó, rất khó để mà phát triển được. Đó thì chỗ nhà lòng chợ thì gia đình chúng ta thấy bỏ hoang rất là nhiều ha, gần như là bỏ hoang hết đây. Trong chỗ nhà lòng chợ thì cả nhà mình thấy không có ai ở trong đó, trên bỏ hoang bỏ trống hết, gọi là tình hình gọi là điêu tàn luôn. Bây giờ thì không chỉ riêng chợ vườn chuối đâu, tất cả các chợ truyền thống bây giờ thì gần như là đều bị tổn thương hết. Đó thì cả nhà mình thấy đó, bây giờ thì kinh doanh buôn bán cái gì thì cũng rất là khó khăn. Làm cái gì đa số là bây giờ đụng tới cái gì cũng lỗ chứ, lỗ rất là nhiều ha. Đây thì sẽ vào ngôi chợ ha, và trung tâm ở chợ vườn chuối này, gia đình chúng ta thấy những cái sạp hàng như thế này đó, gọi là vắng lặng luôn đó, chứ không phải vắng bình thường nữa. Đó thì trong chợ đây, không tin luôn, đây là chợ vườn chuối thôi. Đó thì tối ôm tối mò như thế này đây, gần như là tất cả các sạp đều đóng cửa hết, để sang sạp hết. Bây giờ kinh doanh buôn bán thì gần như thua hết rồi. Đó thì để đi xích qua đây nữa ha. Những cái bảng sang sạp như thế này cả nhà mình thấy nè, rồi đi vào trong nữa đó, hai bên là vắng lặng như thế này đây. Gần như là bây giờ thì làm ăn quá khó khăn, cho nên là tất cả các sạp bây giờ thì cả nhà mình thấy không có buôn bán gì được hết. Tình hình chỉ gọi là phá sản và phá sản thôi. Rất tội cho bà con tiểu thương khi mà tất cả vốn liếng đồ dồn vào đây, tất cả cái sự nghiệp kinh doanh ở đây. Nhưng mà bây giờ thì phải nói một điều là gọi là hết thời kinh doanh buôn bán rồi. Đó thì bây giờ sẽ ra tiếp tục ha. Đi trong chợ thì cái quý cô bác anh chị thấy là vắng quá rồi. Cho nên là Ri chỉ đi men ở ngoài thôi. Tại vì vô chợ là điêu tàn hết, không có gì để quay cho bà con luôn. Đến nông nổi thế này đây. Những cái sạp ở đây thì người ta đóng cửa cũng rất là nhiều. Đó. Đó. Đây nè, những cái sạp ngay mặt liền gì thì giờ cũng đóng cửa rất là nhiều ha. Đó thì tình hình coi như là rau củ rồi của các cô cái gì bán đây. Đó. Thì, còn nguyên hết ha. Ở sáng giờ này mà đi chợ mà bán có mấy cái rổ rau thôi mà rổ nào cũng còn đầy dung hết trơn. Rồi thử hỏi rồi bán được gì nữa. Ăn uống gọi là kinh doanh bây giờ quá khó khăn luôn.
đó thì làm gì bây giờ coi như là cũng mua hết rồi. Để Nghi sẽ đi thêm một vòng nữa. Đó thì quá trời gia đình chúng ta để ý tiểu thương nhìn rất là ngơ ngác luôn. Mặt không có lanh nữa. Không có lanh, cái người buôn bán mà khách đi ra là chụp giật lia lịa luôn, ánh mắt đảo lia luôn và tai tai miệng miệng. Đó là cái nét rất là đặc trưng của người kinh doanh buôn bán, đặc biệt là chợ này. Nhưng mà bây giờ thì quan sát những ánh mắt của những cái tiểu thương ở đây rất là vô hồn, hình như là nó vắng quá đó. Rồi người ta cũng gọi là làm ngơ với thế sự luôn. Đó thì buôn bán kinh doanh không được nên người ta cũng riết rồi, người ta làm lơ luôn. Cho nên là không có lăn tay lăn mắt nữa, tại vì tìm hoài khách chúng ta đâu đến đâu. Đây, đây là cổng chợ Vườn Chuối đây. Gia đình chúng ta thấy trước mặt đây. Đó thì chợ Vườn Chuối ngay khu vực này. Rồi bây giờ đi sẽ đi ha, đi thêm một đoạn nữa để vào cái đường Vườn Chuối xem cái khu vực cư xá đô thành hiện tại thì như thế nào. Đây thì khu vực đường Nguyễn Đình Chiểu đây, ngay quận 3 này thì bây giờ quá nhiều cửa hàng đóng cửa rồi. Gọi là có những cái cửa hàng mà người ta cho thuê, có những hàng mà những cái mặt bằng mà nó chán luôn, ta không dán bảng cho thuê nữa. Tại vì thời điểm này có dán bảng thì cũng chả ai thuê. Nhưng mà mình thấy đóng cửa, đây, ngân hàng thì vẫn mở cửa làm việc. Mình thấy những cái mặt bằng này đóng cửa sau 9 giờ mà tất cả các mặt bằng còn đóng cửa im lìm thì mình hiểu một điều là bây giờ là người ta trả mặt bằng rồi và chủ cũng không buồn phải cho thuê. Không cho thuê được có dán bảng thì cũng vậy thôi. Đây cũng có bảng cho thuê nhà nữa. Đây là đường Vườn Chuối đây. Đi từ đường Điện Biên Phủ ha, rẽ vào đường Vườn Chuối để gia đình chúng ta cảm nhận khu vực này. Đó, khu vực cư xá đô thành đây. Đi sẽ rẽ vào. Xung quanh ở đây thì người ta gọi là cư xá đô thành. Thì mình sẽ đi vào để mình thấy là như cà phê bây giờ thì không thấy khách ngồi luôn. Kinh doanh bây giờ khó khăn quá. Đó thì ở đây thì quán đây thì thấy được 1-2 người ngồi. Đó thì khu vực này để cho thuê mặt bằng này. Nhiều bản cho thuê mặt bằng, kể cả những tiệm phun xăm rồi nè. Sau 9 giờ mà đóng cửa thì gia đình chúng ta thấy là im lìm hết rồi. Đó thì khu vực này thì mặt bằng nào văn phòng công ty nè, shop nè, thời trang kinh doanh rất là nhiều ngay khu vực cư xá đô thành này đây. Phải nói là dày đặc luôn. Mà hiện tại thì đi thì gia đình chúng ta mới thấy là gần như là đóng cửa hết những cái mặt bằng kinh doanh đây. Đó thì cửa là cửa đóng then cài hết. Mà những cái mặt bằng này thì trước đây người ta cho thuê rất là được, coi như là tranh nhau mà thuê những cái mặt bằng như thế này. Còn bây giờ thì thôi rồi. Đây nè, mình sẽ rẽ vào đường số 7 ha, cư xá đô thành đây. Đó thì những quán ăn rồi nè, nó vắng vẻ như thế này. Cà phê, là quán cà phê này là không có một người khách luôn. Đó thì đi một vòng để gia đình chúng ta hiểu được là hiện tại thì cái khu vực mà cư xá đô thành nổi tiếng nhất ở khu vực quận 3 đó. Mà bây giờ thì cũng te tua te đã như thế này đây. Đây trước mặt là trường trung học cơ sở Bàn Cờ ha. Đây đó thì Ri sẽ rẽ vào đi một vòng để gia đình chúng ta thấy tình hình kinh doanh đây. Trước ngay trường học luôn mà cũng vắng lặng như thế này. Đó thì những cái mặt bằng là trước đây là người ta là công ty hết. Đa số là những cái mặt tiền trong đây là có băng hiệu hết, có tên hết. Nhưng mà bây giờ thì thua rồi, không có kinh doanh gì được hết, đóng cửa la liệt luôn. Tình hình kinh tế phải nói là càng lúc thì làm ăn càng khó khăn nè. Đây, những cái mặt bằng VIP như thế này đây. Công ty cổ phần Việt Hóa đây. Nhưng mà bây giờ thì cũng cửa đóng then cài như thế này. Những cái tòa nhà đắc địa như thế này thì bây giờ thì cũng phải nói là hỏi rồi ôi luôn. Thì quý cô bác anh chị thấy đó, tình hình thì kinh tế của chúng ta đến giai đoạn cuối năm 2023 này thì chỉ có một cái màu gọi là xám xịt thôi, chưa có gì gọi là khởi sắc hết. Trong khi thì các chuyên gia dự định là khoảng giữa năm 2023 thôi thì tình hình kinh tế nó sẽ nóng trở lại. Nhưng mà bây giờ thì đã cuối năm 2023 rồi thì kinh tế nó vẫn eo xèo như thế này đây. Đó thì ở đây thì có những cái tòa nhà đắc địa như thế này mà hiện nay thì cũng cửa đóng then cài đấy, không cho thuê được. Những cái mặt bằng này rất là đẹp, kể cả ở đây thì cái bên là Viettel Post đây cũng là cái địa điểm giao hàng ở đây nữa. Đó thì đẹp và lộng lẫy như thế này. Nhưng mà hiện tại rồi gia đình chúng ta thấy là
các công ty ở đây thì gần như là hoạt động là cầm chừng hết. Đó thì một cái khu vực mà gọi là cư xá đô thành nổi tiếng như thế nào, đắc địa như thế nào mà bây giờ cũng phải gọi là ế chơ trọi như thế này. Đó thì những người có tiền người ta đầu tư nhà thì người ta lại kinh doanh cái khác, còn những người người ta không có nhà thì người ta lại thuê những cái mặt bằng đây để kinh doanh. Nhưng mà bây giờ thì gần như là thua rồi. Đó thì cả nhà mình thấy nè, thẩm mỹ viện đồ nè, khủng khiếp như thế này đây nè, Găng Nam nè, viện thẩm mỹ nè, cũng đóng cửa hết. Đó thì đi một vòng để cả nhà mình thấy là khu vực quận 3 mà sầm uất như thế này, một phải nói là mặt tiền đường thì ồn ào, mà văn phòng công ty rồi ở trong một cái khu cư xá như thế này, đường nội bộ như thế này quá đã luôn. Mà hiện tại thì cũng vắng tẻo treo treo như thế này, trống từ trong ra ngoài, mặt bằng thì ế khủng khiếp. Bây giờ thì cho thuê mặt bằng là coi như là một cái gì đó gọi là nó tràn lan khắp thành phố rồi. Đó thì những cái mặt bằng đây đẹp như đây này, thì kinh doanh đồ đây thì gần như đóng cửa hết, trụ không nổi nữa. Đó là những cái vị trí đẹp như thế này thì bây giờ cũng te tu hết trơn rồi, không làm ăn gì được. Những cái quán cà phê le hoe một hai khách như thế này vào buổi sáng thì gia đình chúng ta nghĩ đi, buôn bán kinh doanh mà le hoe có một vài khách như vậy thì không đủ tiền mà đi chợ cho mình và nhân viên ăn sáng, ăn trưa, ăn chiều nữa, chứ nói chi là có tiền để mà trả mặt bằng. Cho nên là càng kinh doanh là càng lỗ. Và đôi khi là cái người kinh doanh người ta quá tâm huyết, người ta phải gồng mình, nhưng mà thật sự là đến một cái thời điểm nào đó thì bắt buộc người ta cũng phải lựa chọn, đó là cắt lỗ và bắt buộc là phải ngưng để bảo toàn được một cái số vốn ít ỏi của mình. Còn không thì càng trụ thì càng lâu dài thì có lẽ là cái số vốn mình nó sẽ trở thành con số âm luôn. Rất là đau lòng trong cái hoàn cảnh hiện nay. Thì clip của Ri cũng đi hết cái chợ Vườn Chuối cũng như là xung quanh cư xá Đô Thành để quý cô bác anh chị và các bạn chúng ta tham quan cũng như là nhìn được thực tế cái cảnh ở đây nó như thế nào. Em cũng xin chân thành cảm ơn đại gia đình mình đã đồng hành cùng em tham quan trọn vẹn khu vực này. Một lần nữa em xin cảm ơn và xin chào tạm biệt.